Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2016, các trung tâm xúc tiến thương mại khu vực phía Bắc đã thực hiện gần 400 hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút được 6.800 lượt doanh nghiệp tham gia và có hoạt động hỗ trợ triển lãm, phát triển thị trường nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Các phiên chợ hàng Việt, các trung tâm này cũng làm tốt vai trò liên kết hỗ trợ doanh nghiệp địa phương trong việc tiêu thụ các sản phẩm của nhau, cũng như tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu sản phẩm tới người tiêu dùng trong và ngoài nước. Năm 2016, các địa phương khu vực phía Bắc đã hỗ trợ 192 tỷ đồng cho các hoạt động xúc tiến thương mại, trong đó ngân sách trung ương khoảng 24,8 tỷ đồng, còn lại là kinh phí từ ngân sách địa phương và doanh nghiệp đóng góp. Các chương trình xúc tiến thương mại tập trung vào nâng cao năng lực cạnh tranh cho cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức và tham gia gần 500 chương trình hỗ trợ triển lãm trong và ngoài nước, 117 khóa đào tạo tập huấn nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, triển khai 270 phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi, biên giới và hải đảo, tổ chức 68 đoàn khảo sát, nghiên cứu thị trường trong nước và nước ngoài, vân vân. Thông qua đó, thu hút được 27.000 lượt doanh nghiệp tham gia. Ngoài ra, một số tỉnh, thành phố như Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Hà Nội, Quảng Ninh còn triển khai hiệu quả hoạt động kết nối doanh nghiệp nhằm tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm của nhau, đặc biệt là nông sản. Trung ương rồi các tỉnh đều đã ra những cái nghị quyết, những cái chương trình hành động nhằm thực hiện cho việc hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp, thì Thanh Hóa cũng không nằm ngoài cái luồng đấy, và cũng hy vọng là trong cái quá trình hoạt động xúc tiến thương mại của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, và đặc biệt là sự chung tay vào cuộc cùng nhau của các sở công thương và các trung tâm xúc tiến thương mại của khu vực phía Bắc. Theo Cục Xúc tiến Thương mại Vietjet cho biết, trong những năm qua, công tác xúc tiến thương mại luôn được 28 tỉnh, thành phố phía Bắc quan tâm, chú trọng triển khai đồng bộ. Các tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại nhằm kết nối cung cầu, phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Chế biến lạc này, rồi đầu này, rồi vừng này, thì cũng có một vài cái doanh nghiệp lớn, họ thu gom lại, rồi họ là kiểm tra chất lượng cá sẻ rất là nghiêm ngặt. Xong là họ là đóng bao bì đóng gói mác nhãn đảm bảo các cái tiêu chuẩn để là đưa vào các cái tiêu thụ ở các cái siêu thị, rồi thì xuất khẩu. Và với cách làm như thế thì cái vấn đề phát triển sản phẩm ở trong nông nghiệp nông thôn là càng ngày càng phát triển đa dạng. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, theo đánh giá của các cơ quan chức năng vẫn còn tồn tại những vấn đề ảnh hưởng đến hiệu quả công tác xúc tiến thương mại. Sự hợp tác liên kết trong hoạt động này giữa các doanh nghiệp còn hạn chế, chưa thống nhất trong việc quy định chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, từng địa phương, dẫn đến việc mỗi địa phương có một mô hình, cách thức tổ chức thực hiện khác nhau. Trên cơ sở kết quả thực hiện công tác xúc tiến thương mại của các địa phương khu vực phía Bắc năm 2016, năm 2017, Chính phủ đã phê duyệt 61 đề án với kinh phí hơn 15 tỷ đồng hỗ trợ cho hoạt động xúc tiến thương mại các tỉnh phía Bắc. Để triển khai hiệu quả, thông qua các hội nghị giao ban và ý kiến phản hồi từ doanh nghiệp, Cục Xúc tiến Thương mại tiếp thu các ý kiến nhằm hoàn thiện hơn các cơ chế, chính sách và quản lý chương trình xúc tiến thương mại phù hợp. Cục Xúc tiến Thương mại chúng tôi cũng xác định định hướng triển khai công tác xúc tiến thời gian tới cũng sẽ có những cái điều chỉnh. Và cái điều chỉnh ở đây có thể tóm tắt là chúng tôi sẽ làm có trọng tâm hơn. Và để làm được trọng tâm như thế thì sẽ hướng tới các hoạt động tương đối trung hạn và dài hạn. Và cũng rất mong các đồng chí ở các địa phương cũng cùng đồng hành với cái định hướng đó. Thứ hai là tập trung hiệu quả. Và thứ ba là tập trung vào câu chuyện nâng cao năng lực, hỗ trợ cho doanh nghiệp. 28 tỉnh phía Bắc với lợi thế là vùng có cửa khẩu, cảng biển, giao thông thuận lợi, mỗi địa phương lại có tiềm năng thế mạnh trong phát triển kinh tế. Chủ động liên kết triển khai đồng bộ hoạt động xúc tiến thương mại sẽ giúp các tỉnh cũng như doanh nghiệp nắm bắt cơ hội kinh doanh, phát triển thị trường trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập toàn diện với khu vực và thế giới.